Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình giúp các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện phần 5 trong đề thi TOEIC, phần câu hỏi độc lập với đáp án chi tiết của câu 101, câu hỏi đầu tiên trong phần 5 này của đề thi số 1. Và để giúp các bạn có kỹ năng làm đề thật tốt và củng cố cả từ vựng và ngữ pháp thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thật chi tiết. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta cùng xem lại câu hỏi này nhé. Number 101. Departmental restructuring will be discussed at the blank monthly meeting. A. Next. B. Always. C. Soon. D. Like. Vừa rồi, sau khi nhìn lại câu hỏi, các bạn đã biết đáp án đúng của câu vừa rồi là gì hay chưa? Đây là một câu hỏi rất điển hình trong phần 5, câu hỏi độc lập trong đề thi TOEIC. Tuy nhiên phần 5 là phần đọc hiểu, vậy nên khi đi thi thật là các bạn sẽ không có phần nghe câu hỏi vừa rồi đâu. Các bạn sẽ nhìn trên màn hình hoặc là nhìn trên giấy đề thi của mình, thấy câu hỏi vừa rồi và các bạn chỉ đọc thầm thôi. Và sau đó đọc cả 4 đáp án và chọn xem đáp án đúng là gì phù hợp nhất với chỗ trống ở bên trên. Và sau đó thì khoanh vào phiếu trả lời của mình. Còn trong các bài phân tích chi tiết và cụ thể thì mình sẽ lồng thêm phần nghe và đồng thời trong lúc phân tích thì mình sẽ cùng các bạn tập nói các từ vựng để các bạn vừa tăng khả năng nghe lẫn cả khả năng nói nữa. Vậy nên là các bạn chú ý là trong quá trình học nếu mình phân tích đến từ nào và có hướng dẫn nói thì các bạn hãy tập nói theo nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên trong câu đầu tiên. Trong câu 101, các bạn được cung cấp một câu để đọc hiểu là Departmental Restructuring will be discussed at the blank monthly meeting. Tạm dịch câu này là việc tái cơ cấu cấu trúc phòng ban sẽ được thảo luận tại cuộc họp hàng tháng. Và với phần 5 là phần đọc hiểu và nhất là với các câu hỏi độc lập như thế này thì người ta thường kiểm tra khả năng về từ vựng cũng như ngữ pháp của các bạn. Và với câu này thì về cơ bản mình thấy các bạn chỉ cần hiểu về từ vựng, biết nghĩa của các từ là có thể điền được rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng học từng từ vựng mới ở đây nhé. Cụm đầu tiên chỉ việc tái cơ cấu hay tái cấu trúc phòng ban được dùng là Departmental Restructuring. Đầu tiên là có tính từ chỉ phòng ban được dùng là Departmental. Từ này được bắt nguồn từ danh từ chỉ phòng ban trong tiếng Anh là Department. Say it again. Department. Và được chuyển thành dạng tính từ là Departmental. Again. Departmental. Tiếp theo, người ta dùng từ chỉ việc tái cấu trúc hay là việc tái cơ cấu ở đây là restructuring. Again, restructuring. Từ này thì bắt nguồn từ từ restructure. Again, restructure. Đi thêm đuôi ing để chuyển thành dạng danh từ. Restructuring. Say it again. Restructuring. Và cả cụm của chúng ta với nghĩa việc tái cơ cấu hay là tái cấu trúc phòng ban được dùng ở đây là departmental restructuring. Say it again. Departmental restructuring sẽ được thảo luận, will be discussed. Ở đây động từ thảo luận được dùng là discuss. Tuy nhiên nó được dùng ở dạng bị động ở thì tương lai đơn thành will be discussed. Các bạn chú ý là động từ khi được dùng ở dạng bị động thì nó thường sẽ được chuyển về quá khứ phân từ 2. Với động từ thảo luận discuss, nó sẽ được chuyển về dạng quá khứ phân từ 2 là discussed. Các bạn chú ý bật hết không? Discussed. Và bao giờ cũng thế, bị động thì bao giờ có động từ to be ở phía đằng trước. Và khi ở dạng thì tương lai đơn thì nó sẽ dùng là will be discussed. Các bạn chú ý dạng ngữ pháp ở đây nhé. Say it again. Will be discussed. Tại at the blank monthly meeting. Tại một cuộc họp hàng tháng. Thì ở đây có danh từ chỉ cuộc họp là meeting. Again, meeting. Thông thường theo cách nói của Anh Mỹ thì thỉnh thoảng người ta có thể lướt thành meeting, meeting, âm T ở giữa, hơi lướt thành âm D, các bạn chú ý nhé. Say it again, meeting, again, meeting. Hàng tháng là monthly, again, monthly. Từ này thì bắt nguồn từ danh từ chỉ tháng là month, one more time, month. Và chuyển sang thành trạng từ chỉ hàng tháng là monthly, again, monthly. Và đây người ta có một cái chỗ trống mà mình sẽ phải điền vào ở đây. Và để điền được vào chỗ trống này thì các bạn, trong câu này các bạn chỉ cần hiểu nghĩa của các đáp án và nghĩa của câu bên trên là có thể điền được rồi. Và đáp án A được cung cấp ở đây là next. Again, next. Từ này có nghĩa là
có nghĩa là sau hay lần tới hay là gần sát hay bên cạnh, có nhiều nghĩa. Và khi gắn vào câu này thì mình cảm thấy là rất là phù hợp, bởi vì câu nó sẽ thành departmental restructuring will be discussed at the next monthly meeting. Thì câu có thể được dịch là việc tái cơ cấu hay tái cấu trúc phòng ban sẽ được thảo luận tại cuộc họp hàng tháng tới. Thì câu này là một đáp án hoàn toàn phù hợp và làm cho câu có nghĩa và trở nên hợp lý. Nên đây là đáp án đúng mà mình sẽ chọn luôn. Nên các bạn chú ý nhé, đáp án A, next là đáp án đúng. Và tiếp theo chúng ta cùng đọc các đáp án khác để xem nghĩa của các đáp án là gì, để học từ vựng, đồng thời xem tại sao nó lại sai nhé. Đáp án B, always, có nghĩa là luôn luôn. Say it again, always. Và khi đặt từ always vào chỗ trống thì mình dịch câu cảm thấy nó không hợp lý. Nên đây là đáp án sai, mình sẽ loại. Tiếp theo, đáp án C, soon. Again, soon là ngay hoặc là sớm. Và khi mà ghép nó vào trong câu thì mình cũng không cảm thấy nghĩa của từ này hợp lý, nên mình cũng loại và mình không chọn. Và tiếp tục, đáp án D, like. Again, like. Từ này động từ thì có nghĩa là mình thích một cái gì đó hoặc thích một ai đó. Và nếu nghĩa tính từ thì có nghĩa là nó giống một cái gì đấy. Tuy nhiên với bất kỳ nghĩa nào ở dạng nào thì mình đều không thấy nó phù hợp vào chỗ trống để điền vào làm cho câu hợp lý. Nên đây cũng là đáp án sai và mình sẽ không chọn. Và trong 4 đáp án A, B, C, D thì đáp án A, next là phù hợp nhất để hình thành nên đáp án cuối cùng là departmental restructuring will be discussed at the next monthly meeting. Đây là đáp án phù hợp nhất, làm cho câu hợp lý và có ý nghĩa, nên mình sẽ chọn đáp án này. Number 101. Departmental restructuring will be discussed at the blank monthly meeting. A. Next. B. Always. C. Soon. D. Like. The correct answer is A. Next. Departmental restructuring will be discussed at the next monthly meeting. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi cuối bài. Một lát nữa, các bạn sẽ được đọc câu 102 trong đề số 1, cũng là đề trong phần 5 của đề thi TOEIC, phần câu hỏi độc lập. Và khi đọc câu hỏi này, thì khi thi thật thì các bạn chỉ đọc thôi. Nhưng một lát nữa thì mình sẽ gắn luôn cả phần nghe để các bạn luyện nghe luôn. Và khi được đọc câu hỏi này thì các bạn hãy nhớ chọn ra xem đáp án đúng là gì, đồng thời bình luận phía dưới, xuống phía dưới cho mình được biết các bạn chọn đáp án nào và tại sao các bạn lại chọn đáp án đó. Và đáp án chi tiết của câu 102 này thì sẽ có trong bài tiếp theo. Vậy nên khi xem chương trình này, nếu thấy hay và hiệu quả, các bạn hãy nhớ ấn nút đăng ký và ấn nút quả chuông để nhận thông báo về những bài giảng tiếp theo của mình nhé. Và toàn bộ tài liệu kèm theo mỗi bài mình luôn gắn ở phía dưới để các bạn có thể tiện tải về bất kỳ lúc nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. See you next time. Number 102. To keep blank park beautiful, please place your non-recyclables in the available trash cans. A. Our. B. We. C. Us. D. Ours.